mình có một vết chàm ở trên mặt và mình rất tự ti bao nhiêu năm sau có một người quen giới thiệu và mình đã đến với thẩm mỹ viện Ohio. Đây là ảnh của mình đầu tiên mình đến đây và sau một thời gian điều trị và mình đã được cải thiện được 80%. Rất cảm ơn Ohio đã giúp mình cải thiện được tính tự ti. Từ trước đến giờ mình có một vết chàm cho nên mình rất chi là ngại chụp ảnh và ngại giao tiếp cùng với các bạn bè giao lưu liên hoan và văn nghệ. Sau một thời gian điều trị, gia đình và bạn bè nhìn thấy mình có vết chàm cải thiện mờ rõ rệt và gia đình và bạn bè luôn động viên là cố gắng làm để cho khuôn mặt mình nó đẹp hơn để mình tự tin khi đi chụp ảnh liên hoan và giao tiếp với những người xa lạ. Mình muốn cảm ơn thẩm mỹ viện Ohio và các bác sĩ và các bạn nhân viên đã giúp đỡ mình trong thời gian qua và mình hy vọng là một thời gian ngắn nữa mình sẽ có được một khuôn mặt đẹp. Còn tình trạng chàm của bạn như nào? Hãy gửi hình ảnh cho bác sĩ nhé.